Đoạn clip dài hơn 1 phút được ghi lại trên đường phố tỉnh Tuyên Quang. Cô chủ tật nguyền có vẻ rất vui và tự hào khi được chú chó cưng to lớn kéo xe dạo khắp nơi trong thành phố. Nhìn chú chó lông vàng rất khỏe mạnh, có xoáy lưng, nhiều người nhận định đây có thể là giống chó Phú Quốc cực kỳ siêng năng và trung thành.